Dù chưa hết thời gian bị đình chỉ hoạt động, nhưng mà tiệm bánh mì Phượng ở Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn mở cửa bán trở lại. Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Công quan chức năng đã kiểm tra và yêu cầu chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó thì tiệm bánh mì nổi tiếng này hiện cũng đang bị nhiều thực khách đâm đơn kiện vì khiến họ bị ngộ độc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cũng xác nhận Tòa nhân dân thành phố Hội An đang thụ lý một số đơn của thực khách khởi kiện chủ tiệm bánh mì Phượng. Nguyên đơn khởi kiện tiệm bánh mì Phượng là những người bị ngộ độc thực phẩm sau khi thưởng thức món bánh mì nổi tiếng Hội An này vào đầu tháng 9 năm 2023. Những người này được xác định là những du khách đến từ Hà Nội. Ngoài ra có thông tin cho biết một số khách người Trung Quốc đã ủy quyền cho luật sư người Việt Nam. Đơn khởi kiện tiệm bánh mì Phượng cũng vì lý do gây ra ngộ độc làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là chuyến du lịch của họ. Trước đó như đã thông tin trong các ngày 13, 14 tháng 9, sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Phượng, hàng trăm người trong đó có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì Phượng 96 triệu đồng. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh trong thời hạn 3 tháng kể từ thời điểm nhận được quyết định xử phạt. Như vậy đến đầu tháng 1 năm 2024 thì quyết định đình chỉ hoạt động mới có hiệu lực.